rớt nha các bạn, đục á, rào rớt 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 rồi. Oh my god, vô mình đi lộn nó luôn các bạn ơi. Ok các bạn, ngang cự ly rất là xa luôn. Nói chung nó rất là xa. Một phát đầu tiên ăn ngay luôn các bạn ơi. Cự ly tầm khoảng cỡ 30 mét. Một phát ăn ngay luôn này. Ok nha. Nãy quên đem theo cái túi đạn chứ không. Có túi đạn là mình lượm mấy con coi cái luôn các bạn à. Coi kìa, nãy mình tới cái bờ kia là nó khá là gần. Nhưng mà móc lại thì quên cái túi đạn ở trên xe rồi. Đây nó đậu ở trên cái dây điện đây các bạn. Mình đứng lút ở trên kia. Thì không biết các bạn có thấy không. Ok. Hello, lại được chào tất cả các bạn. Thì mình đi trên đường đi về các bạn. Nói chung là mình cũng mới đi rừng về, thì trên đường về thì mình sẽ đi nghe con đường này. Thì bây giờ mình sẽ đi gặp trên đường có con gì thì mình sẽ dùng né mình bêm cho các bạn xem nha. Có thì bêm, không có thì thôi. Ok, đường này khá là đẹp đây. Test thử đoạn như thế nào. Test thử như thế nào nha các bạn.
Ồ.